Hello, xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Video phát hành vào hôm nay là buổi tối ngày 7 tháng 6 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay, Hoàng Gia lại gửi các bác một cái bộ sản phẩm gồm một cái bộ xe pháo mã rất là quen thuộc thôi. Đuôi loa là Pioneer 77A kết hợp với âm ly Sansui 2000X. Và hôm nay sự xuất hiện của chiếc đầu cối của hãng Sony. Model của nó là TC9700, một trong những dòng model bình dân. Giá thì nó loanh quanh khoảng chục triệu đổ về, chơi băng 7, máy 2 chiều, có auto revert, rất là tiện lợi cho các bác sử dụng. Và hôm nay thì Hoàng Gia cũng giới thiệu với các bác một số cái chương trình băng cối được thu âm sau năm 1975. Đó là của các danh ca như Chế Linh, Tuấn Vũ, Giao Linh. Đó thì cái album mà Hoàng Gia đang test cho các bác ở phần đầu video ở trên này, nó là cái album Thư Tình Em Gái của Trung Tâm Làng Văn số 166, gồm các danh ca như Chế Linh, Hương Lan, Giáng Thu. Và rất nhiều các bài hát hay ở sau này, hầu như cái album này thì bài nào cũng hay các bác nhé. Các bác có thể nhìn trên cái album, Hoàng Gia có quay chi tiết các bác để các bác nhìn này. Có 10 bài tất cả. Đấy. Có rất nhiều các bài hay, Chuyện Ba Mùa Mưa, Thư Tình Em Gái, Kỷ Niệm Nào Buồn, Người Yêu Cô Đơn, Nhật Ký Đời Tôi, Thành Phố Mưa Bay, Đừng Nhắc Chuyện Lòng, Hoa Trắng, Thôi Cài Trên Áo Tím và những lời này cho em. Đấy, đây là ba cái danh ca trong cái chương trình album của Làng Văn số 166. Đó, mà cái cuốn này thì Hoàng Gia đã thâu trên này rồi, thâu bằng sợi Scott các bác nhá. Chất lượng rất là tốt luôn, gần như là thâu 1:1 các bác nhá, thâu 1:1 luôn đấy. Đầu vào như nào ra là đầu ra như thế luôn. Và một cái cuốn nữa nổi tiếng nữa của danh ca Giao Linh, Tuấn Vũ. Đây là cái cuốn mà đã làm nên tên tuổi của Tuấn Vũ đây. Đôi Mắt Người Xưa hát cùng với Giao Linh. Đó. Đây là của Trung Tâm Giáng Ngọc, gồm 12 bài. Mang Trọn Niềm Đau, Hoa Sứ Nhà Nàng, Rồi Ngày Mai Xa Nhau, Phận Buồn, Đôi Mắt Người Xưa, Đường Tình Đôi Ngả, Nhật Thực, Mùa Xuân Lá Khô, Sầu Tím Thiệp Hồng, Đêm Hỏa Châu, Lá Thư Cuối Cùng và Như Cánh Bèo Trôi. Và có cái bài mà Lá Thư Cuối Cùng là Hoàng Gia rất là thích cái bài này, rất là hay. Đó, cũng là in trên sợi Scott nha, băng ăn gà, băng này chạy không ra bột các bác nhá. Đấy, chất lượng băng rất là tốt. Bởi vì Hoàng Gia cũng đã kiểm tra rất là kỹ trước khi in. Bởi vì lau sạch băng cũng như là phải kiểm tra xem đầu vào và đầu ra tín hiệu có cân nhau không. Chế Linh, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau. Đó, Giọt Lệ Đài Trang, Vòng Nhẫn Cưới, Mai Anh Đi Rồi, Thư Về Em Gái Thành Đô, Tình Em Biển Đượm Sông Dài, Vọng Gác Đêm Sương, Lính Nghĩ Gì. Đấy, Nỗi Về Đất Mẹ, Những Bước Chân Âm Thầm, Một Mai Em Đi, Ngày Ấy Mình Yêu Nhau và Nếu Đời Không Có Anh. Đó, đây cũng là một cái Trung Tâm Làng Văn số 134. Đó. Vâng ạ, và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay.
mời các bác chúng ta cùng xem chi tiết và cũng như là sẽ báo Hoàng Gia sẽ báo giá chi tiết cho các bác ở trong các clip lần này các bác nhé. Đây là đôi loa 777A. Đôi loa thì Hoàng Gia không giới thiệu nhiều đó, bởi vì cái dòng này thì Hoàng Gia bán nhiều và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, cũng giới thiệu qua cho các bác thôi. Thứ nhất là đôi loa này thì nó sở hữu là 4 loa, 4 đường tiếng, 1 bát 30, màng FB gân vải, 1 trung giấy cũng gàng gân vải FB, 1 tép giấy, màng nó là màng xốp cũng màng FB và 1 tép còi 63 lỗ. Thì cái những cái gân này thì vẫn còn mục nguyên các nhá, để nguyên. Mục tức là để nguyên mục bản nguyên bản luôn để các bác cùng chơi được như thế này thì nó tốt hơn là khi chúng ta thay gân. Bởi vì thay gân hay không thay thì nó cũng như nhau rồi các bác ạ, tùy các bác thôi. Chất âm nó cũng không có gì thay đổi bởi vì cái màng loa của nó, cái loa tép này nó không dao động các anh nhé, không dao động nên là nó không ảnh hưởng gì chất âm. Đấy. Đó là rất đẹp các bác nhé, sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác cùng nhìn. Đó, đây là đôi e căng, đây là đôi e căng của 77A. Đó, đôi e căng của nó đấy. Đôi này thì đây góc cạnh thùng vách còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, em sẽ đi chi tiết để các bác cùng nhìn. Đấy, đây đằng trước đằng sau đó, các bác có thể nhìn cái thùng vách nha. À, thùng vách của nó đây. Đây là này, đằng sau của đầu cối. Gỗ làm rất là dày nha. Em thích nhất cái chất gỗ của cái đầu cối Sony. Nó làm dày dặn và hơn những dòng Akai hoặc là của Tech rất là nhiều. Đây là vỏ của Sunview 2000X. Và bây giờ thì đôi loa này thì như các bác biết rồi, công suất của nó là mắc là 65W và trở kháng là 8 ohm. Dòng này thì các bác nên ghép với những dòng âm ni san sui xuất âm tụ hoặc Bieler xuất âm tụ. À, thì chơi rất là ok luôn các bác nhá. Và chơi những dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, mà đặc biệt nghe những cái nhạc trước 575 ấy, thu bằng đầu bằng cối ấy, mà nhạc thu âm 575 lóc cóc leng keng, thì cái này thì chơi rất là tuyệt vời luôn. Và cũng như là đúng cái sở trường của cái đôi loa này các bác nhá. Với những cái nhạc mà thu âm trước 575 thì các bác nên sử dụng những đôi loa kiểu như mắt võng mắt cáo như 77A 88A 99A, 66A 33, đấy những đôi rất là hay luôn. Hoặc là những dòng trơn có 88 trơn, 99 trơn, 63DX cũng được. Đó, hoặc là những dòng san sui 102, 1001, 1002, 2005, 2500, 3500, 3200. Đó, thì các bác chơi những dòng loa đấy thì rất là ok và chơi san sui thì rất là vừa tiền. Đấy, những loa Bieler thì giá bây giờ nó rất là cao. Đấy thì các bác biết rồi, giá càng ngày càng lên các bác nhá. Tất cả các mặt hàng bây giờ hầu như cái gì cũng lên hết. Nên là các bác cân đối tài chính làm sao cho nó phù hợp, hợp lý nhất để làm sao cho chúng ta vừa có những món đồ chơi đẹp và giá lại hợp lý. Và chúng ta cũng lựa chọn những cái thời điểm nào mua cho nó cho hợp lý nhất các bác nhá. Đôi loa thì đẹp rồi, gân còn mục nguyên chưa thay. Đôi loa, những đôi loa mộc và đẹp như này thì Hoàng Gia vẫn đang bán với cái mức giá là 24 triệu đồng các bác nhá. Bao zin tuyệt đối và ốc còn chưa mở luôn. Đó, để cho các bác yên tâm sử dụng. Tiếp theo là Hoàng Gia xin giới thiệu đến chiếc đầu cối Sony. Con này thì model của nó là TC9700. Con này là auto revert, máy thì có chiều ngược chiều xuôi luôn. Đấy. Và hàm từ còn rất là đẹp các bác nhá. Máy có auto revert, trên này có chế độ auto revert này. Và đây là những cái mặt đằng trước của nó đây. Đấy. Ba motor sạc vô control. Đây và cái hàm từ, các bác có thể nhìn cái hàm từ của nó rất là mới luôn. Từ những con ốc này và cũng như là những cái ốc này thì chưa đụng chạm một cái gì luôn các bác nhá. Những con ốc đánh dấu vị trí và có mực sơn ở trên đây thì còn nguyên, còn chưa đụng chạm gì các bác nhá. Máy từ xóa này, mượn có chữ Sony trên này. Đấy. Từ những cái con ốc các bác nhá. Đấy, những cái vết sơn này còn nguyên, chưa có đụng chạm gì cả. Những cái vết sơn đấy cũng thế, chưa có chỉnh hay là đụng chạm gì. Đó. Bánh tì thì nằm ở phía dưới này. Máy còn rất đẹp luôn. Và các bác trong cái tầm 10 triệu, hơn 10 triệu thì chúng ta cũng rất ít lựa chọn tìm được những con máy ở 3 motor. Thường thì dưới 10 triệu ấy, thì thông thường các bác sẽ phải mua những cái dòng máy là chạy một motor, bánh tì, bánh đá. Và dùng những dòng đó thì rất là khó chịu, tiếng ồn lớn, hai là rất là yếu khi chưa sử dụng. Nhưng mà với những cái con máy mà 3 motor như này, các bác bỏ ra 10 triệu thì nó rất là xứng đáng. 3 motor máy chạy êm, khỏe, ổn định. Đó, mà máy lại có hai chiều auto revert. Đây là chiều ngược các bác này. Đó, đây chiều ngược, ở đây nó có cái đèn. Bật chiều ngược nó sẽ đèn ở bên ngược này nó sáng các bác nhá. Top này, đây là chiều xuôi. Đấy, thì đèn bên xuôi sẽ sáng. Đấy. Phần tua thì máy cực khỏe luôn. 3 motor cơ mà. Đấy, chạy rất tít luôn. Đấy, các bác có thể nhìn cái tốc độ của máy chạy này. Đấy, phanh rất ăn, đảm bảo cho dây băng không bao giờ bị đứt các bác nha. Đấy, máy thì có tốc độ đây, các bác có thể nhìn cái tốc độ này. Có những tốc độ 7 1/2, 3 3/4, thông thường chúng ta để 7 1/2. Cho nên là chế độ auto revert
Đấy, cho các bác có thể đỡ auto revert đây. Tất nhiên là băng phải có bạc các bác nhé. Đầu băng phải có bạc thì chúng ta mới có chức năng auto revert được. Đấy, hai đồng hồ vu. Ở đây là những cái nút điều chỉnh âm lượng đầu vào, nút bật tắt nguồn. Ở bên hông này thì chúng ta sẽ có cái nút các cổng cắm tín hiệu đầu vào, đầu ra, và có một cái chiết áp ở đây để giảm đầu ra các bác nhé. Đấy, để tăng giảm đầu ra. Thay vì những con đầu khác thì nó sẽ tăng giảm ở phía trước, thì riêng còn Sony thì lại nằm bên hông các bác nhá. Còn cái nút này thì nó chỉ có chức năng để nằm rề hoặc là để thu âm thôi các bác nhá. Các bác lưu ý cho nhá, cái nút, những nút này nó chỉ có nằm rề hoặc thu âm thôi. Đấy, máy thì có auto revert, các bác có thể nhìn cái chữ auto revert nó rất là rõ trên này rồi đó. Hai bên là hai hồi gỗ, thực ra nó là vỏ gỗ thì đúng hơn. Đấy, các bác có thể nhìn cái phần hông ngồi gỗ này đó. Máy mặt màu đen, rất là khỏe khoắn. Và mức giá thì chiếc máy này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 10 triệu đồng tròn. Giá trên thì không bao gồm băng mà xương băng các bác nhá. Đấy, không bao gồm băng mà xương băng. Máy chạy hoàn hảo các chức năng. Tiếp theo Hoàng Gia sẽ giới thiệu đến các bác đó là chiếc Omni Sansui 2000X. Với cái model này thì các bác có thể ghép với rất nhiều các dòng Omni khác nhau. 77A, 88A. Đó, những dòng loa săn xui mắt cáo, mắt võng của Spioner cũng rất là ok. Ngoài ra thì các bác cũng có thể ghép với những dòng loa của châu Âu cũng được. Đấy. Một số bác thì cũng sử dụng ghép như với cả JB, JB cũng được, cũng không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, có điều là tiếng dòng này thì công suất nó hơi lớn một chút. Nên là nhiều khi cái tiếng bát nó cảm giác nó hơi mạnh một chút, nó không cảm giác mềm nếu mà khi chúng ta ghép những dòng loa JB. Nhưng mà nó rất phù hợp với những dòng loa của Spioner hoặc săn xui. Đấy. Dòng này để xuất âm tụ rồi, chạy 4 sò sắt. Nó có hai đời sò, một là Toshiba, hai là sò của Sanken. Đấy thì là đặc trưng của những dòng Omni Sansui. Size của nó là size 44 các bác nhá, size 44 mà Omni đài. Có giải tần FM, AM, bắt tất cả các đài tiếng nói Việt Nam. Tại Việt Nam chúng ta, FM 108. Đấy. Nó đánh Omni đánh cầu A, cầu B, A cộng B. Đấy, các bác có thể nhìn giải đài nó rất là đẹp luôn. Và mặt mũi cũng như là tất cả những núm nút còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, vỏ biết cũng rất là mới luôn, ruột cũng rất là mới. Đó, sẽ quay rất là chi tiết để các bác cùng nhìn. Các bác có thể tìm những dòng loa mắt cáo, mắt võng chúng ta ghép vào nữa thì nó sẽ là chọn bộ gọi là xe pháo mã các bác nhé. Đấy, một bộ như này nó sẽ là gồm xe pháo mã. Vâng, và thời lượng video thì Hoàng Gia cũng xin được kết thúc tại đây. Các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh ạ. 0975 884009, địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Nhà tầng 1 có chỗ để xe ô tô cho các bác, ô tô đỗ cửa. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ. Chiếc Omni thì Hoàng Gia xin báo giá Omni Sansui 2000X thì những Omni đẹp như thế này, giá thì Hoàng Gia đang bán với giá là 18 triệu đồng các bác nhé. Với những bác nào mà mua trọn bộ xe pháo mã thì Hoàng Gia sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt ưu đãi cho các bác. Hoặc những bác nào mua lẻ cũng được, nhưng mà nếu các bác chúng ta mua bán nhanh chóng và dứt khoát thì Hoàng Gia vẫn có những chương trình đặc biệt cho các bác nhé. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin mến chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo ạ.